viết đoạn văn nghị luận xã hội ngắn bàn về thông điệp, hãy giữ cho mình niềm đam mê khác biệt. Mỗi người đều phải rước một đam mê. Đam mê, ngọn lửa sinh tồn hay ngọn lửa hủy diệt đều do tự tay mình thắp lên. Đây là câu nói giàu ý nghĩa của họa sĩ bửu ý về niềm đam mê. Lại còn hay hơn nữa, đặc biệt hơn nữa nếu mỗi người có một niềm đam mê khác biệt. Đam mê khác biệt là niềm say mê, yêu thích, theo đuổi một sở thích độc đáo riêng biệt không trùng lập với người khác hãy giữ cho mình một niềm đam mê khác biệt là một câu nói khuyên chúng ta nên tìm kiếm cho bản thân một đam mê mà không phụ thuộc vào bất kỳ ai vì sao lại giữ cho mình niềm đam mê riêng biệt đam mê riêng biệt đem lại nguồn cảm hứng cho cuộc sống tạo nên động lực mạnh mẽ để chúng ta vượt qua khó khăn để biến ước mơ thành hiện thực nó giúp ta tập trung toàn bộ trí lực không ngừng sáng tạo để mở ra những con đường mới mẻ đạt đến những đỉnh cao nghề nghiệp giúp ta khẳng định mình tạo dấu ân riêng cho bản thân Thêm vào đó nó sẽ kích thích sự sáng tạo và phát triển của xã hội có nhiều giá trị nhiều thành quả mới được. Như Đặng Lê Nguyên Vũ là ông chủ của cà phê Trung Nguyên. Ông đã can đảm theo đuổi con đường kinh doanh khi đang học nghề y năm thứ tư. Cho dù trên bước đường lập nghiệp ông gặp không ít thử thách nhưng cho đến nay ông đã và đang là một doanh nhân thành công. Bên cạnh tấm gương như Đặng Lê Nguyên Vũ thì lại có nhiều người sống phù phiếm, không biết mình đam mê cái gì hoặc có đam mê mà không có can đảm theo đuổi tìm kiếm và sống với đam mê không dễ dàng nên đòi hỏi mỗi cá nhân phải tập trung cao độ trí tuệ dũng cảm để vượt qua thử thách và mỗi bản thân ai cũng đều cần phải tìm ra một đam mê thực sự cho chính mình trong cuộc sống